Xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xin chào ông bà chú chú chị bạn nha. Hôm nay mình ăn cơm với một đứa nữa nha bạn Sơn. Anh Phước thực sự cũng đi ăn nha. Đúng rồi. Cái là đồ Phật tiền của bạn. Cái gì? Bạn cơm mình nè. Cơm con đâu? Chén mâm gừng. Quả lại có mực heo và để kiếm rửa đi quả. Ăn mực heo tắm kiếm rửa nướng ăn. Đúng không mà kiếm vàng, kiếm vàng á. Sao mà kiếm cháo đi chung với ngoại. Ừ gì mà chịu nổi. Mà có mùi nước mà để kiếm vàng nha. Nướng nó mới ngon vậy. Thế người ta ăn nó ngon lắm. Thở không vậy? Mình chưa làm thử, mình sao mình biết. Mình làm thử đi, nó ngon lắm đâu. Thôi tức. Mình bị bệnh ra đi, em chết rồi luôn. Có bạn có thể có bà mậu rồi có mậu vẫn ngon. Ừ. Ngon hả? Ừ. À biết không ăn được không? Mậu là cái gì chín là ăn được rồi. Nó chín ăn được. Muốn nè. Đúng
Để anh lạc á. Ông gái gì cũng như cái việc là nhiễm. Ba triệu nó mới nói để tục bê ha. Để đứng sáng trời đó, chưa là cái gì cái bụng lên, cái bụng ăn cháo rồi vô ăn nhiều. Ăn nhiều đó, có bà tử này ăn nhiều quá, có bụng mình tử đó. Thịt nạp luôn, bận tôi mà thịt này tôi còn không dám ăn nữa. Ăn nó chẳng kêu. Thịt nạp luôn á, thịt nạp luôn á, được. Gam lại nó cứng ha. Có chiên á. Bắt cái chảo chiên nó. Nó tôi một cái lên ăn ở nhà không mua, thường tôi mua thường tôi lóc sẵn cứ vô giữa cái ướp ăn chà. Dạ, ông còn biết lóc rồi. Lóc rồi. Dạ, ông còn nhỏ.
Đúng rồi. Tốt nhanh bà trốn chị bạn nha. Tốt nha bạn mới nhanh ký ấy. Cường cực nha bạn mà mới vẽ mà vẽ đó. Cường ra nha ký ấy cực. Cái gì mới vẽ.